Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này có tấm gương phản chiếu. Mọi sự gặp gỡ trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả đều có lý do của nó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tất cả các pháp trên thế gian này đều hình thành do nhân quả. Nhưng để nhân biến thành quả thì phải có duyên tác động. Nhân ác gặp duyên ác thì trổ quả ác. Nhân thiện gặp duyên thiện thì trổ quả thiện. Có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Chính vì vậy, hiểu rõ về nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta an vui tự tại trong cuộc đời này. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình này hôm nay. Những người tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn. Trong Đạo Đức Kinh viết rằng, thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân. Ý câu này nói rằng, đạo trời là công bằng, trời Phật không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người chăm chỉ hành thiện. Lòng tốt là một kho báu, và nó là vô tận trong một đời người. Trái tim là mảnh đất màu mỡ, trải qua hơn trăm đời, vẫn nên giữ một trái tim lương thiện. Hãy tự tế, bạn sẽ được khen thưởng, còn tin hay không là tùy ở bạn. Cách đây khá lâu, có một đoàn khảo cổ học đã tiến vào sa mạc Sahara, nơi được mệnh danh là biển sa mạc, không có đường quay trở lại. Bộ xương của người quá cố có thể được nhìn thấy khắp nơi trong sa mạc này. Vì vậy, đội trưởng đội khảo cổ đã yêu cầu mọi người dừng lại, chọn một nơi cao để đào hố, chôn bộ xương và sử dụng cành cây hoặc đá để xây một bia mộ đơn giản cho người quá cố. Nhưng có rất nhiều bộ xương trên sa mạc, nên việc chôn cất mất rất nhiều thời gian. Các thành viên trong nhóm phàn nàn: chúng tôi đến đây là để khảo cổ học, không phải để thu thập xương người chết. Nghe vậy, trưởng đoàn ân cần nói, mỗi một đống xương có thể đã từng là đồng nghiệp của chúng ta. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xác của họ phơi bày giữa cái nắng ở nơi hoang vu như thế này được? Một tuần sau, nhóm khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật và đồ tạo tác cổ đại trong sa mạc và gom lại đem về. Nhưng thật không may cho họ, khi họ quyết định rời đi thì một cơn bão bất ngờ thổi đến, phương hướng bị biến mất trong vài ngày đêm. Ngay cả việc sử dụng la bàn cũng không thành công. Đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng. Dần dần, thức ăn và nước ngọt bắt đầu khan hiếm. Rồi sau đó, họ hiểu tại sao lại có nhiều xương trong sa mạc này như vậy. Đang lúc khủng hoảng, đội trưởng đột nhiên nói, đừng có tuyệt vọng, đừng quên, trên đường chúng ta tới đã để lại những tấm biển chỉ đường, đó chính là những ngôi mộ mà chúng ta từng chôn cất từ khi mới bước vào sa mạc. Sau đó họ đi dọc theo những tấm bia mộ, dưới đó họ chôn vùi xương người, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi biển chết này. Sau này trả lời phỏng vấn của phóng viên, các thành viên trong đoàn khảo cổ đều thở dài nói, thật ra lòng tốt là tấm biển chỉ đường chúng tôi để lại cho chính mình. Bia mộ cũng chính là biển báo mà các thành viên trong đội đã chôn cất để lại trong sa mạc. Lòng tốt là phúc lành để lại cho chính mình trên đường đời. Trong cuộc sống, dù bạn là người nào, làm gì, ở đâu, bạn phải biết rằng những gì bạn làm cho người khác chính là đang làm cho chính mình. Vì vậy, muốn có được cái gì thì trước hết phải để người khác có được. Cuộc sống như một tiếng vọng, nếu bạn dành lòng tốt cho người khác thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được lòng tốt từ người khác. Mọi phước báo đều không thể tách rời chữ tâm. Những phước lành mà bạn tích lũy được thường sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn. Hãy sống tử tế mọi lúc mọi nơi. Hãy cứ hỏi lòng mình, đừng hỏi đến việc được và mất. Tiếng thơm sẽ theo bạn suốt chặng đường dài. Người tốt sẽ luôn luôn gặp may mắn.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, trong làng tôi ở có một người phụ nữ quá chồng. Số bà thật là khổ. Chồng bà mất khi còn rất trẻ vì làm việc quá vất vả. Vài chục năm trôi qua, chẳng mấy ai còn nhớ nổi tên thật của bà là gì nữa. Bởi mọi người đều đã quen gọi bà là bà Trương. Theo suy nghĩ của người Á Đông, nhất là những người ở thời đại trước, nuôi lợn lấy mỡ, nuôi con thì đỡ chân tay. Nuôi con là để sau này có thể dựa dẫm lúc về già. Thế cho nên, nhiều người làng tôi cứ tiếc mãi cho bà, vì bà chỉ có ba cô con gái. Đôi lúc có người lại chép miệng nói rằng, giá như có một đứa con trai, có thể đời bà Trương sẽ không phải khổ sở như vậy. Vì con, bà cắn răng làm việc bất kể thời gian, chịu đựng mọi khổ đau để nuôi ba con gái trưởng thành, rồi lo cho yên bề gia thất. Ba cô con gái lấy chồng, cứ mỗi một đứa đi, bà lại già thêm vài phần. Cho đến khi cô Út được gả đi, bà Trương bỗng chốc già đi trông thấy, tóc thì bạc trắng, mặt thì đầy nếp nhăn. Mùa đông năm đó, nhận thấy ngay cả việc đi lại cũng đã rất vất vả, châm lửa nhóm bếp cũng đã khó, chứ chưa nói đến việc nấu nướng. Trước cảnh ngộ đó, bà chợt nghĩ đã đến lúc suy nghĩ về việc hậu sự của mình. Vốn đã quen với việc phàm là chuyện của mình, bà tuyệt đối không tìm đến nhà con gái để bị biến thành quả bóng đá qua đá lại. Thế cho nên, bà mới quyết định ở một mình đến già trong căn nhà hai gian dột nát. Nhưng có một việc, bà vẫn chưa thể an tâm. Bà còn có một cây trâm vàng rất quý do tổ tiên để lại. Trước khi đi, bà không muốn đòi hỏi con cái thứ gì. Bà chỉ là muốn để chút tích cóp cuối cùng cho một trong ba cô con gái mà thôi. Nếu như để lại, sẽ phải để lại cho cô nào hiếu thuận nhất. Bà Trương nghĩ vậy, chỉ có như thế bà mới an tâm ra đi. Thế nhưng cô nào mới là người hiếu thuận nhất? Bà thật khó nghĩ và khó phán đoán một cách chính xác được. Ba cô con gái sau khi xuất giá chẳng khác nào diều đứt dây, rất ít khi về nhà thăm mẹ. Tuy nhiên, may mắn là cả ba cô đều lấy chồng không xa, cho nên bà quyết định sẽ cố đi thăm từng đứa một. Buổi sáng hôm đó, bà quyết định đến nhà cô cả tên là Quyên. Cô này được gả vào nhà có điều kiện nhất nhì trong làng. Thấy mẹ đến nhà mình, Quyên chỉ mời mẹ một bữa cơm đạm bạc, có địa lạc rang và một đĩa rau xào mặn. Bà Trương ngại ngùng nói với con rằng răng của mình không tốt, cố đưa vài miếng vào miệng rồi đi. Vừa ra khỏi cổng chưa xa, bà gặp cậu cháu ngoại đang chơi ở ngoài đó. Bà ngoại ơi, vào nhà con ăn cơm đi. Hôm nay mẹ con hầm đùi heo. Cậu cháu ngoại vô tư nói như vậy. Ngoại ăn rồi, con về ăn đi. Nói xong, trong lòng bà cụ trào dâng một cảm giác chua xót. Bà Trương lại tiếp tục đến nhà cô thứ hai tên là Anh. Chồng cô là một người chạy xe chở hàng, tiền kiếm được không ít, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Thấy mẹ đến, cô bỗng có thái độ không vui. Vào bếp mang ra đĩa giá đổ ăn dở, vài cái bánh bao và bát nước nóng ra mời mẹ. Bà cụ cảm thấy mình không khác gì một người ăn xin, lặng lẽ ăn vài miếng, nước mắt chỉ chực trào ra. Thế nhưng cô con gái làm như không thấy còn nói, mẹ, đã quá trưa rồi, mẹ tranh thủ trời còn sáng mà về đi cho sớm. Bố bọn trẻ một lát nữa sẽ về, con cũng còn bận việc nữa. Bà Trương gật đầu, ngước nhìn lên trời rồi lập cập rời đi. Hai cô con gái này khiến cho bà lo lắng, tốn bao tâm sức. Thật không ngờ chẳng câu nào nghĩ cho mẹ dù chỉ một chút. Đi mãi, cho đến khi trời tối,
bà chợt nhận ra mình đã đi thẳng đến nhà cô con gái thứ ba tên là Tú. Không được may mắn như hai cô chị, Tú vừa lấy chồng xa nhất, điều kiện gia đình cũng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc. Thấy mẹ đến nhà, cô rót cho mẹ bát nước rồi vội vã ra ngoài. Trong lòng bà Trương bỗng trào lên cảm giác lạnh lẽo. Không ngờ cô Út lại đối xử với mình như thế. Nếu đã vậy, bảo bối gia truyền, bà chỉ còn cách mang theo vào quan tài mà thôi. Nghĩ đến đó, bà đứng dậy ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, cụ Út tay xách một túi thịt lợn và một bó rau đi vào, cất tiếng vui vẻ. Mẹ, tối nay mẹ đừng có về, chúng ta làm bánh há cảo ăn nghe mẹ. Vào thời đó, với điều kiện kinh tế của cô Út, có lẽ chỉ có Tết mới có thịt ăn chứ thông thường có mắm, có muối ăn đã là tốt lắm rồi. Tiền mua thịt không biết ở đâu mà có. Đến lúc ăn cơm, bà Trường vô tình nhìn lên tóc con gái và phát hiện chiếc trâm cài đầu vẫn dùng trước giờ không thấy đâu nữa. Bất giác, bà cảm thấy ấm lòng, nước mắt lưng tròng. Cho rằng mẹ lo lắng cho mình, cô Tú liền đỡ tay mẹ nói: Mẹ, nhà con đối xử với con rất tốt. Mặc dù cuộc sống có khó khăn, nhưng mà mẹ đừng có lo. Con rể mẹ còn nói đợi sang năm á, có điều kiện khá lên một chút sẽ đón mẹ về ở cùng. Bà Trương cười, mắt vẫn rưng rưng. Bà rút từ trong túi ra chiếc trâm vàng, bảo con ngồi vào lòng như ngày thơ bé, nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên tóc con. Con à, đây là món quà cuối cùng mẹ cho con. Lúc khổ sở nhất mẹ cũng không nỡ bán nó, bởi vì nó là niềm tin, là hy vọng. Chỉ cần có niềm tin và hy vọng, cuộc sống có khổ sở đến thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Bà Trương nghẹn ngào nói với con. Cô Út gật đầu, nghĩ lại những ngày bố mẹ con dựa vào nhau để sống mà nước mắt trào dâng. Không lâu sau đó, bà Trương từ giã cõi đời, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ bình yên. Về sau, hai cô lớn vì muốn tranh căn nhà dột của mẹ mà nảy sinh cãi giả, kiên quyết không nhìn mặt nhau. Cô Út tuyệt nhiên không tham gia. Hai vợ chồng cứ thế thanh thản sống qua ngày cho đến khi sinh con, rồi họ lớn lên lập nghiệp. Chiếc trâm cài đầu vẫn luôn được cài trên tóc của cô. Cho dù tháng năm đã khiến cho mái tóc ngả sang màu trắng, con gái cô cũng đã có gia đình, có con. Chiếc trâm vàng được cô tâm niệm sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Bởi có nó là có niềm tin và hy vọng. Có nó, đời người sẽ không còn gập ghềnh khó khăn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, người ta thường nói bạn là người như thế nào, bạn sẽ đi với người như thế đó. Thế giới này có những tấm gương phản chiếu. Bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thu hút và hay có xu hướng đi với những người như vậy, tương đồng với nhau về mặt tính cách. Gieo nhân nào gặt quả gì, tất cả mọi thứ đều là sự phản chiếu từ chính trái tim của bạn. Muốn gặp người tốt, trước hết bạn phải là người tốt cái đã. Số phận của một người hoàn toàn nằm trong tay họ. Bạn muốn trở thành người như thế nào, bạn muốn sống như thế nào, bạn có thay đổi hay không, và thay đổi khi nào, tất cả đều phụ thuộc vào bạn cả. Có người đi chợ mua một con lừa nhưng không biết tính cách của con lừa ra sao, nên bạn với ông chủ muốn thử nó trong 2 ngày. Anh ta dẫn con lừa về chuồng và nhốt nó với 3 con lừa mà anh ta đã có. Và anh ta biết rất rõ hành vi của 3 con lừa này. Có một con siêng năng, con kia thì lười biếng, và con còn lại thì rất giỏi ăn uống. Sau khi con lừa mới mua được dẫn đến chuồng, thì nó chỉ đi bên cạnh con lừa lười biếng. Khi người mua lừa nhìn thấy điều này, anh ta lập tức dẫn con lừa quay trở lại chợ trả cho ông chủ, không mua nữa. Ông chủ bán lừa nhìn thấy người này và nói:
sao anh chưa thử nó kỹ mà đem trả lại rồi? Người đàn ông trả lời, tôi đã biết nó là loại lừa gì, không cần phải thử nữa. Bạn bị thu hút bởi những người như thế nào, thì bạn sẽ là người như thế đó. Và con lừa cũng vậy. Chính vì con lừa được mang về nhà có bản chất lười biếng ăn trong máu, nên nó sẽ đi lại một cách có ý thức hoặc vô thức đến bên các đồng loại có tính cách tương đồng. Trong cuộc sống này, thật ra không khó để phát hiện ra những người có tính cách, sở thích tương đồng, thường dễ thu hút nhau hơn. Nếu một người làm việc quang minh lỗi lạc, kính già, yêu trẻ, thì bạn của anh ta cũng sẽ có những phẩm chất như vậy. Giống như câu nói, người với người sẽ có khí chất khác nhau. Bạn có khí chất như thế nào thì sẽ thu hút người như thế đấy. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai trẻ đi mua bát. Anh ta nhấc đại một chiếc bát lên và cụng nó với những chiếc bát khác trong quán. Cứ như vậy, anh ta gần như đã làm thế với tất cả các bát trong quán, nhưng lại không ưng ý chiếc nào. Ông chủ bán hàng không hiểu tại sao anh ta lại cụng hai chiếc bát vào nhau. Anh ta nói, nếu mà phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai thì chắc chắn là bát tốt. Ông chủ nghe thấy thế liền đưa cho anh ấy một chiếc bát, mỉm cười nói, nè, cậu thử cầm chiếc bát này thử xem, chắc chắn sẽ chọn được chiếc bát mà cậu muốn. Chàng trai trẻ nghe lời làm theo. Kết quả, chiếc bát nào cũng phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Anh ta không hiểu nhìn ông chủ. Ông chủ lại mỉm cười. Chiếc bát ban đầu cậu chọn để đi thử là hàng loại 3. Nếu dùng nó để thử thì chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Nếu muốn một chiếc bát tốt, trước tiên phải chắc chắn rằng trong tay của cậu cũng là một chiếc bát tốt. Thưa quý vị và các bạn, người với người cũng như vậy. Bạn là người như thế nào thì quyết định bạn sẽ gặp người như thế đó. Vì sao số phận bạn luôn lận đận, khổ đau? Hiểu được những lời Phật dạy này, tâm bạn sẽ an yên tự mình. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều nghiệp ác, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập tri Phật tri kiến. Suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Nhưng không ngoài giới định huệ, vì đó là nền tảng căn bản của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên, trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy tứ chúng, các con hãy y nơi chánh pháp lấy giới luật làm thầy hướng đạo để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh thập thiện nghiệp để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của thập thiện nghiệp, nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến những ai nói làm ngược lại. Hôm nay, quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần với lòng thành kính nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp mọi nơi. Mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật, câm ngọng thì lành mạnh, nói được, người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn, đói rách, đau khổ, được bình yên, no ấm, an vui, tịnh lạc. Người người nâng mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi, quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp đau binh,
mưa quà gió thuận, quốc thời dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ. Thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chống viên thành. Kẻ âm được siêu, người dương thành thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để pháp mênh mông, thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh, từ bi quan hỷ, bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân, thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây, tôi xin kể cho quý vị Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá, lại Phật xong rồi, cô đến gặp thầy tôi than thở. Số phận con sao quá khổ sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư. Vì ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà của con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở Nha Địa Dư đến nay, cô có làm ăn được gì không? Con về nhà buôn bán, tìm lời gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán, làm giàu, mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đầu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con nghĩ không ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi, cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, con muốn tự tử chết khuất cho rồi. Cô ơi, cô có con cái không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không? Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được? Cô thấy không? Cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa của cải tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để mà nuôi con mà lại đòi đi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sự giảng giải, con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư hoan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường
tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ. Nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thế đang nung nóng những người quá ưu tư, lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Trên đời có một số người quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý, không hấp tấp vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi giả, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sức láo. Lời nói ôn tồn, hòa nhã, tế nhị, ngọt ngào, ngay cả lúc tức giận, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, lời nói tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thật, ngọt ngào, có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý, làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, la lối ôm sòm. Hạng người như thế đó, không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị, kính đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tâng bốc đề cao quá trớn trước đông người, như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết nên khen thưởng khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều quan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi, chỉ có một hai người như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy, mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắt khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách dẫn đan chính là biểu hiện bên ngoài để giao thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng, hành động tốt, chúng ta cần tạo ra cho bản thân phong thái ung dung tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng, khi trầm, khi lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàn, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói và chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí. Thuở Phật còn sanh tiền, một hôm, tiên nữ Sumana rớt bát cúng dường tam bảo, xong liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thường rớt bát cúng dường và bố thí giống, việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Đức Phật từ bi chỉ giáo.
Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm quan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sinh trở lại vào nhà tôn quý xuất gia, được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Kinh A Hàm Phật dạy: Nếu người nào phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá kỳ viên chưa xong, mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Hồi xưa, Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma dương hỏi Phật: Sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng nhân lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn, rết, hổ beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: Có gì mà phải lo sợ? Ma dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: Chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma dương không làm sao lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục, như trong luật A Tỳ Đàm nói: Có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm quan hỷ cho đến giờ phút lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ bỗng hiện ra tướng quả hào trong địa ngục, nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đó, bà rất nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm quan hỷ. Tức thời lửa đỏ quá ra sen hồng, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo: Người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Con người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó. Cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chúc quả vào thân. Phật dạy phàm khi nói, phải hội đủ bốn yếu tố. Thứ nhất, lời nói phải đúng sự thật. Có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng Phật thì không nên nói. Như truyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang, người thợ săn đuổi theo. Gặp thầy liền hỏi: Thầy có thấy con nai chạy qua ngang đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý kiến hay, liền đứng lên trả lời: Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Thứ hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, phiền buồn, nóng giận, bệnh quặn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ khỏe mạnh, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tráo, trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà: Anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi
mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường sẽ ra xung đột, nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thua lỗ ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ thì lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt, đức độ của anh, nên gia đình mình mới được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào, cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới. Trong việc sửa lỗi đóng một vai trò rất quan trọng. Vì con người sống trên cõi đời, nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm, cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy, lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó là rất nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi Du Ngô. Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi Vô Trụ. Lúc Khổng Tử đi đến kinh đô, nhà Chu, vào nhà Lão Tử Thâm. Khi ra về, được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sự thế. Đại khái ông nói, kẻ giàu tiễn người bằng của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bơi móc chuyện xấu của người đời, làm cho thân khổ, cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc loè loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhận nghe những lời thâm thúy của Lão Tử, nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịch, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo. Truyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ, độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói, Thượng đế hay Phật, phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh, sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn, hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại,
Nếu mình nói giọng đao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe sẽ chống đối lại, chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát, ly dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hàng Võ đến thành, ngoại huynh ra lệnh chôn tất cả thanh niên. Có một em bé 13 tuổi tên là Kiều Thúc, đến nói với Hàng Võ Môn, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ có nhận thấy rằng, hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hàng Võ nghe nói phải liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mạng sống của dân chúng. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay, bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lệch lạc, làm tổn hại sức khỏe, nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay, quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm, đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn như thế. Thanh triều năm Đào Quang, ở tỉnh Chiết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, từ y phục, ngựa xe cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, mề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ, quý giá để ăn và đãi khách, mà nhẫn tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người, đời người sống được chẳng bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thật là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông, nên thường có nói, để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó, chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu. Quả nhiên trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên, không phân biệt đông tây phải trái sạch bẩn, thường bốc phân bỏ vào miệng, gặp hòn sỏi mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa, nuốt đại. Vì vậy mang thương tích mà không tiêu quá nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thầy trên đào dưới thớt, trong khoảng thời gian đó biết bao con vật đau đớn, chỉ vì miệng bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng thì làm sao tránh khỏi ác báo. Xưa kia, ở thành Thanh Châu, có một ông lão không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông ta sinh ra ung nhọt, các thầy thuốc đều bó tay vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn, rên la ú ớ, chịu nhiều nỗi thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ, thịt béo rượu nồng tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước quả, người có trí huệ nên cẩn thận. Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ, điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tòng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn đồng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, vì người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở nên thủ phạm, đồ tể là tòng phạm. Cho nên, gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng.
Cho nên lúc sắp giết heo, miệng luôn nói như thế này: heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian, họ không ăn, tao không giết, mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn cho đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng như thế, rốt cuộc heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: oan có gia, nợ có chủ. Cho nên ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta nên ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng vẫn tham, vẫn còn là tại vì họ bố thí để cầu mong phước báo gấp muôn lần của đã bố thí. Đó chỉ là phước báo về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố trí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí vật thí và người thọ thí. Làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn. Nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Bố thí như thế mới phù hợp với lời Phật dạy, dứt hết phiền não, tham lam, mau thành tựu đạo quả, là Phật tử phải nên giác ngộ. Ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sách tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép xác thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa, Phật thường dạy Ngài Mahanam: ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh, nếu yêu sắc đẹp, quán thay chết bầm xanh, yêu dáng điệu, quán thay chết sình dương nứt nẻ, yêu âm thanh, quán người bệnh thở thoi thóp rồi tắt thở, yêu bóng dáng quán cửu khiếu hàn, bài tiết ra những thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối trong ngoài đều bất tịnh tổng quán. Quán được như vậy thì tận diệt được tâm điên đảo, mê lầm, ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm. Mất đi buồn thảm, khổ lại hơn. Mong cầu được dục, không màng khổ. Dục nhân vô thường, sanh sầu thảm. Các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui vậy không nhàm chán, thường cùng lửa dục chung một chỗ, bị nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử: ly dục ly ác, bất thiện pháp. Người không tham dục, tâm an tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Thứ tư, khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận. Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả. Lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sinh ra phiền não khổ đau mà thức tỉnh. Nương về tam bảo tu hành chuyển quá ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau. Oan trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình, chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực xây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi. Có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa, thì con nó gặp cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ, con mày con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy,
đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy, gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tuông. Lừa trai, gạt trai, chồng bỏ bất ngờ. Lừa gái, gạt gái, vợ bỏ thình lình. Cố dâm ép người, thế loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ, đã chỉ cho người đời thấy rằng, những ai lừa gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông, đổ vỡ, sau khi chết bị đọa làm quỷ trùm đầu. Thuở Phật, một hôm Tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ, khi đó có một con quỷ đến hỏi, thưa Tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở như thế này? Ngài Mục Kiền Liên đáp, tại vì những đời trước, người gian dâm vô đạo, lấy vợ, giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng, tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo cho rằng, nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mất báo, bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng, thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Kiền Liên đáp, đời trước, người cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sinh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc, sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình mà thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác. Xem xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh xuồng xả cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Thế Kinh Phật dạy, phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Châm ngôn nhà Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ, thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi, chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, theo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian sinh cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này, chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát, não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ,
đập đầu cắt cổ, lột da, bầm dập, chiên xào nấu nướng các loại vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục? Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi? Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp, chất chồng thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Thế Kinh nói, thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử, ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt. Nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt là rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. Lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi mọi người có sợ chiến tranh xảy ra hay không? Nếu sợ thì khi đặt chén thịt trước mặt mình nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống y như con người sợ chiến tranh chết chóc vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn sẽ ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng chén thịt này con vật lúc bị người ta mua, bắt trói, dắt đi làm thịt. Hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu cắt cổ bằng sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại bằng sắt chiên nấu, chén thịt này tôi thực sự không dám ăn. Nếu quán tưởng được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm bồ đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh, cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay, thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay, hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức, quả thực vô cùng thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay. Họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ, phát tâm ta ăn chay mới lâu dài hưởng nhiều phước lành. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thoá mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn giận. Thứ tư, không giành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền toái vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo cả hai bên gia đình, vợ và bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Nên thỉnh thoảng
mua sắm đồ trang sức, vật phẩm, dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa và nhau trong nhà, với tinh thần tôn trọng, yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn tới, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến, khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng, con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà kiến. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não, rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Nên có câu, giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình, mình lén lút ngoài duyên. Trăng khoa, lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng. Lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại trong kinh Bát Sư, Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh hao gầy, đánh đập, bắn giết, làm cho chân tay đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giật sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sanh làm chim sẻ, chim bồ câu, quyên hương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời đơn độc. Thường vướng ác nạn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ, dâm là hạnh bất tình, mê lầm bất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non. Mắc tội dài dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa, thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ quan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. 10. Được tái sanh làm người gái thì bị cảnh chồng chung. Trai thời vợ chẳng trinh, tránh luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy, ác tà dâm thứ ba càng tệ. Chúa Hô Mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân. Tội bất chánh, hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dân kiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều tiếng nhục tông môn. Đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa đố chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền. Niệm Phật mà tạo lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thời Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ Phật tử phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao vinh hiển. Mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi,
Vị liền hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoàng pháp trong liên xã đến đó tuyên giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó, đều sắm sửa hương hoa, quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật, nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9, năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhân, lời khiêm xưng của tác giả sách này, tức Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiến đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ, ở trước Phật nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu ba lạy. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì? Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ. Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi. Thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng, thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không. Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút lại nói tiếp: tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó, nó đang công tác nổi lửa đốt củi, thì bên tai bỗng nghe có tiếng người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu? Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem, cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà, thì bên tai lại nghe tiếng gọi: Thành à, về nào. Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không. Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vai mang quần áo mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước thì bỗng nghe tiếng binh một cái thật to, quay đầu nhìn lại xem thử, thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu mà phải dùng một loại dây thừng to, cái giỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái giỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ, ngồi trong giỏ tre, mền bông và các thứ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sinh.
anh ta đang quẫy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng, ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước. Tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước. Sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần.